cuộc không ai rồi. Ca sĩ thật mà mạnh chứ ơi. Rồi, chào mừng tất cả anh em. Chào 70 anh em nhé. Các bạn đang xem giải vô địch quốc gia 9B Việt Nam giữa hai ca sĩ Hồ Quỳnh Hương và Bảo Thy. Hôm nay Bảo Thy thì ra sân với trang phục áo đen, còn Hồ Quỳnh Hương thì mặc áo trắng. Vậy là còn 4 bi trên bàn. Không biết là ca sĩ Bảo Thy sẽ hát ca khúc này như thế nào đây. Hay. Vừa rồi ca sĩ Bảo Thy hát một bài rất là Bảo Thy hát một bài rất tuyệt vời, giọng lên rất cao. Anh em cũng chia sẻ video về tường để cổ vũ cho hai ca sĩ đó. Dường như thì bài hát số 7 đang bị bài hát số 8 che mất rồi. Không biết là Bảo Thy có bắt được nhạc không đây. Hát sai nhạc rồi, không được rồi. Hát sai nhạc mạnh hiếp ạ. Bảo Thy hát sai nhạc. Đến lượt ca sĩ Hồ Quỳnh Hương trình diễn. Hay quá. Trái nước quá ấy. Trộm luôn đấy, chưa bóc đúng không? Trộm. Không bị gì đâu. Ui, không được rồi. Đánh võng ấy không được. Chị nào? Còn một bài hát cuối cùng Hồ Quỳnh Hương với bài hát Lá Thư Tình Cuối Cùng. Hát ui rồi ôi, chị hát sai lời rồi, rất đáng tiếc cho Hồ Quỳnh Hương. Vừa rồi chị đã hát sai lời.
2-0 cho Bảo Thi. Như vậy là ca sĩ Bảo Thi đã hoàn thành được 2 bài hát rồi, nhưng mà ca sĩ Hồ Quỳnh Hương thì chưa hát được bài nào. Chào Đông Đen nhá. Đông ơi, anh vào thì thằng Huy nó phải vô địch, chứ anh không vào, anh vào không vô địch thì nói em gì. Nào anh em cùng bão này để cổ vũ cho hai ca sĩ nào. Không biết là có bài hát 1991 không? Phạm Thắng 10 bi nam ngày kia mới đánh cơ. Đây là giọng ca Bảo Thi đến từ Sài Gòn. Tiếp tục là màn trình diễn của Bảo Thi. Không thành công rồi. Đến lượt là trình bày của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Hiện tại thì Hồ Quỳnh Hương vẫn chưa hát bài nào. Chị liên tục hát sai nhạc. Không biết là với bài hát tiếp theo thì chị Hồ Quỳnh Hương có lấy được nhạc không đây. Rồi, chị hát được một khúc rồi. Chị hát này hát vào khúc giữa của bài hát rồi. Phong cách rất hay. Nào anh em cùng Bão Lai chia sẻ mạnh video chưa? Ca cổ vũ cho hai ca sĩ của chúng ta trong giải vô địch quốc gia Bia Việt Nam 2018. Xin chào Nguyễn Hữu Luân. Rồi, hay quá nhỉ. Hơi nhẹ. Không được rồi. Vừa rồi thì mới hát được có một khúc giữa thôi, nhưng mà đến câu thứ hai thì chị lại hát sai nhạc.
rất đáng tiếc. Có vẻ như hôm nay chị Hồ Quỳnh Hương sức khỏe chưa được tốt, chị lấy hơi vào nhạc liên tục sai. Hiện tại thì giọng ca Bảo Thi đã hát được 2 bài rồi. Trời ơi quá hay. Một câu hát lên rất cao mà chị Bảo Thi vẫn hát lên lấy được nhạc. Phải nói rằng là nói giọng ca của Bảo Thi hiện tại đang rất sung sức. Khúc đấy cao lắm. Quá tốt. Và rồi Hồ Quỳnh Hương ra đã mớm nhạc cho chị Thi rồi. Chuẩn luôn Thạch Phạm, đoạn ấy lên cao lắm. Rồi. Đoạn này không những cao mà còn phải ngân rất dài này. Không biết là Bảo Thi có ngân được không? Ok. Rất đẹp mắt. À quên, rất là Bảo Thi thì có bài hát gì nổi tiếng nhất nhỉ? Anh em. Phải công 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 chúa bong bóng không? Em chào anh Quân Đỗ nhá. Chúng ta đang được xem hai giọng ca hàng đầu Việt Nam trình diễn. Hơi vấp nhạc rồi. Vừa rồi thì đúng đến đoạn giữa bài hát thì nhạc hơi bị vấp một tí. Nam Son bị loại rồi. Anh em chia sẻ video về tường chưa? Cổ vũ cho hai ca sĩ của Việt Nam nào. David Đạt à, hay quá nhỉ. Không biết David Đạt ở quê ở đâu ấy. Quê tôi thì tôi chưa biết cái con bạn nói là con gì, không biết nó là cái con gì. Mặc dù đoạn vừa rồi phải xuống nhạc rất thấp. Ui giời ơi. Có thể thấy rằng là chị bị đứt hơi rồi. Có nghĩa là chị cố lấy hơi để hát được cái đoạn rất khó vừa rồi, cái đoạn cao trào vừa rồi, nhưng mà chị lấy hơi nhiều quá bị đứt hơi rồi. Rất đáng tiếc cho ca sĩ Bảo Thi. Cơ hội cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hát được bài đầu tiên. Rồi thằng David Đạt rồi, không biết Tây ta chắc Việt kiều Úc. Lịch Facebook sành điệu thế. David lại còn Đạt nữa. Quê ở đâu ấy?
Ok, bài hát đầu tiên cho Hồ Quỳnh Hương. Làm cho anh em bảo lại nào. Có thể thấy rằng là trận chiến giữa hai ca sĩ đang rất gay cấn. Ca sĩ Bảo Thy thì hát được hai bài rồi, còn Hồ Quỳnh Hương thì mới hát được có một bài thôi. Hoàng Anh Đỗ, sao lại David Đạt là đít vịt à? Thế có vẻ là có làm nhục cái đít vịt quá không? Bây giờ bắt đầu màn hát bài hát tiếp theo của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương, liệu là chị có bắt được nhạc hay không? Rồi, khúc đầu tiên đã bắt được nhạc rồi. Mở đầu bài hát chị hát bằng một giọng ca rất là tuyệt vời. Anh em xem hình ảnh với cả âm thanh ok chưa? Sao mọi người cứ bỏ lag thế nhỉ? Vừa rồi đĩa lại bị vấp. Chị đang hát thì không hiểu điện đóm kiểu gì lại hơi bị vấp nhạc một tí. Đây là một khúc hát rất cao, không biết là Hồ Quỳnh Hương có lấy được nhạc không đây. Tôi vừa nạp 15 GB 3G xong. Bây giờ vẫn lag đây, tôi thua. Ui xổi ôi. Hồ Quỳnh Hương vừa rồi hát một khúc lên rất cao. Nhưng đúng lúc cao nhất thì chị lại đánh rơi mất micro. Phải nói quá đáng tiếc cho Hồ Quỳnh Hương. Vừa rồi đúng đến câu thứ 4 của bài hát. Câu thứ 3 của bài hát sang đến câu thứ 4 nên rất cao thì chị đánh quá đà bị rơi mất mic. Bây giờ là màn biểu diễn của Bảo Thy. Câu hát thứ tư. Rồi, rất mượt mà, giọng ca Bảo Thy rất mượt mà, chuyển sang câu thứ năm rồi. Vậy thế là bây giờ là hát xong ca rồi. Bảo Thy vừa rồi lại nhường mic lại cho ca sĩ Hồ Quỳnh Hương hát xong ca. Sau khi Bảo Thy hát xong câu thứ tư thì nhường lại câu thứ năm cho Hồ Quỳnh Hương hát. Có thể thấy hai giọng ca rất là mờ, nhịp nhàng. Rồi.
tục là câu hát thứ bảy. Bài hát chỉ có 9 câu thôi, ai ăn được câu thứ 9 thì người ấy sẽ giành chiến thắng. Ô, quá fair play luôn. Hai giọng ca liên tục là nhường mic cho nhau. Phải nói rằng hai tình cảm của hai ca sĩ rất là tuyệt vời. Rồi, chỉ còn hai câu hát nữa thôi là Bảo Thy sẽ hoàn thành ca khúc. Hai ca sĩ đang hợp tác với nhau để tạo ra một album mới. Một album hy vọng sẽ gây sóng gió rồi trong làng giải trí thế giới. Mười bóng ngày kia nhá, Nguyễn Tiến Huy. Rồi, một câu hát rất là mượt mà của ca sĩ Bảo Thy. Rồi, ok, như vậy là ca sĩ Bảo Thy đã hát được 3 bài hát rồi. Tôi chưa nhìn thấy ca sĩ Bảo Thy hát bằng cái mic gì, nhưng mà cái mic mà chị đang dùng để hát phát đầu tiên này thì là chiếc mic của hãng Med. Ok, chào Nguyễn Trọng Tuấn nhá. Chào tất cả anh em. Tỷ số đang là 3-1 nghiêng về Bảo Thy. Một pha chạy đạn. Nhưng không được rồi. Như vậy là Hồ Quỳnh Hương vừa rồi định giấu cái mic đi nhưng không ăn thua. Vẫn để lại mic cho ca sĩ Bảo Thy hát. Không được rồi, vừa rồi thì lấy nhạc không được tốt. Vẫn Bảo Thy chưa bắt được nhạc. Tuấn Anh, giải vô địch quốc gia thì tùy bộ môn bạn ạ. Như vô địch nữ thì được có 100 triệu thôi. Có nghĩa là rất là thấp so với cả đội tuyển bên Lam. Nguyễn Hoàng Giang, bình luận như lồn à. Sao lại Nguyễn Hoàng Giang lại tự dưng lại mang đồ của phụ huynh ra chơi làm gì thế? Chết dở.
Nguyễn Hoàng Giang này không biết quê ở đâu ấy nhỉ, chắc là rất thích đem đồ của phụ huynh ra chơi. Nguyễn Hoàng Giang này vào xem video của tôi xong rồi là lại đưa cả phụ huynh vào, chết giờ. Ông không thích xem thì ông tắt đi, ai bắt ông vào ông xem, nhưng mà ông nói lung ta lung tung. Đây đúng cái kiểu là đi vào nhà người khác ăn trực cơm ấy. Ăn trực được bữa cơm xong lại chê, ăn xong lại chê cơm không ngon. Không biết quê ở đâu. Phúc Nguyễn à, đây Bảo Bảo Thi và Ngọc Hương đang đánh đây, Bảo Thi và Hồ Quỳnh Hương đây. Vâng à, vừa rồi thì Hồ Quỳnh Hương liên tục có những pha định giấu cất cái mic micro đi, nhưng mà chưa 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 cất được, vẫn để micro cho Bảo Thi hát. Đỗ Anh Dũng à, chúng ta đang thi đấu tại nhà thi đấu thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Quá hay, và nói rằng là mặc dù đã bị giấu mic đi nhưng chị vẫn cất cao tiếng hát và nói Bảo Thi hôm nay có những giọng hát rất là tuyệt vời. Đỗ Thế Anh đây là Hồ Quỳnh Hương nhá. Vâng, ca sĩ Thanh Thảo đã vào cười rồi. Không biết là ca sĩ Thanh Thảo vào cười Bảo Thi hay là cười Hồ Quỳnh Hương ấy. Cùng cảnh ca sĩ với nhau lại cười nhau thế. Vâng, vừa rồi là một câu hát rất là nội lực của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Không được rồi. Vừa rồi thì Hồ Quỳnh Hương định hát luôn khúc giữa của bài hát nhưng mà không thành công. Chưa lấy được nhạc. À, Thanh Thảo hình như là có bài hát là cái gì ok chia tay đúng không nhỉ? Hay cái gì nhỉ? Phong Hoàng em đang đâu ấy? Em hãy bay ngay vào Cần Thơ để anh đang Cần Thơ đây. Hay ca sĩ vẫn chưa bắt được lời của bài hát. Phong Hoàng, Kiên Giang có rượu ngon và gái đẹp không? Không được rồi. Ồ, thành công rồi. À không, vẫn chưa thành công. Tôi thấy là cái mic vẫn nhìn thấy.
Tuấn Phạm Anh không phải là hết bài mà là hoàn thành được cái album này. Album này gồm có 7 bài hát. Hiện nay thì Bảo Thy đã hát được 3 bài rồi. Còn Hồ Quỳnh Hương mới hát được có một bài thôi. Là may mắn Bảo Thy đã giấu cái mic rất kỹ rồi. Không biết là chị Hồ Quỳnh Hương có tìm được cái mic không. Ok nhá, Phan Thanh Thảo nhá. Mà sang năm thì Thanh Thảo cũng đi hát đi, sao phải đi xem. Không biết là Hồ Quỳnh Hương định hát bài gì đây. Chính xác rồi, chị đã quyết định. Nào, liệu chị có thực hiện được câu hát này không? Bây giờ chị lại vừa hát vừa nhảy rồi. Cứ thấy là vũ điệu của chị rất là tuyệt vời. Nào, liệu chị có nhảy thành công không? Quá hay! Bạo like em ơi! Đúng là vũ điệu hoang dã rồi. Rất là tuyệt vời. Một màn trình diễn rất là tuyệt vời của cả ca sĩ Hồ Quỳnh Hương. Tôi biết ngay mà, sau khi một bài hát quá tuyệt vời của câu hát quá tuyệt vời của Hồ Quỳnh Hương thì Bảo Thy đã bị run rồi, đã bị tê rồi, Bảo Thy đã không lấy được nhạc, hát sai lời rồi. Bảo Thy vừa rồi đã hát sai lời, rõ ràng là đã bị tâm lý rồi. Nào, liệu Hồ Quỳnh Hương có giải quyết được cái bài hát này không này? Trời ơi, vừa rồi thì với một sự nỗ lực của Hồ Quỳnh Hương chị nên là một đoạn hát rất cao và rất đáng tiếc là chị đã đánh rơi mất mic rồi. Vừa rồi thì Hồ Quỳnh Hương đã đánh rơi micro và chiếc micro được trao lại cho Bảo Thy. Nguyễn Việt Linh thì thỉnh thoảng cao trào nó rơi micro một tí thôi. Bình thường như các ông đi chợ, các ông quên mang tiền là chuyện bình thường. Tuấn Phạm Anh thì bạn phải hiểu rằng là người ta là nữ và đây là một trong khuôn khổ một giải vô địch quốc gia, áp lực tâm lý rất là nặng nề. Tôi xin lỗi, không phải nói hơi quá chứ tôi nghĩ các ông mà đi đánh giải vô địch quốc gia khéo còn đái cả ra quần chứ, ở đấy mà kém với cả không kém. Tôi sợ lại 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 cầm cái micro lại như cầm xà beng, nói không nên lời, nói gì hát.
Phan Thanh Thảo. Alo thì ok nhưng mà chuốt lại hộ em cái gậy. Em mà có gậy đánh chuốt á. Thành Thảo. Thành Nam Nguyễn ở đâu mà ngồi đâu mà lại vào tham gia nhỉ? Không nhìn thấy trên khán đài. Anh Thành Nam Nguyễn về phòng rồi. Hay quá nhỉ. Hồ Quỳnh à, Bảo Thi đang hát rất tự tin. Vừa rồi thì hát câu thứ 5 ra câu thứ 6 thì Bảo Thi hát hơi hụt hơi một tí, cũng chưa được tròn lắm. Phạm Tuấn Huy à, sáng hôm nay thì bị xào xả ớt rồi. Rồi, để Nguyên xem mà câu hát này thì Bảo Thi sẽ biểu diễn như thế nào đây. Bảo Thi đang rất chung với câu hát của mình, không biết là chị có lấy được nhạc, có hát đúng lời hay không đây. Rất tập trung nào, chờ xem giọng ca Bảo Thi vang lên. Quá hay. Vừa rồi thì mặc dù một câu hát rất khó nhưng mà chị Bảo Thi vẫn lấy được nhạc, rất tuyệt vời. Giải đang được tổ chức tại nhà thi đấu thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Trần Giang, câu này hỏi khó quá, tôi cũng chưa đủ trình độ để trả lời rồi. Rồi. Chị Bảo Thi quyết định định đi giấu cái micro nhưng mà chị giấu không kỹ, là vẫn để cho chị Hồ Quỳnh Hương nhìn thấy cái micro rồi. Và việc nhìn thấy micro hay đến việc có hát được hay không thì lại là một chuyện khác. Chúng ta hãy chờ xem giọng ca Hồ Quỳnh Hương có hát được câu này không. Không được rồi. Chị Hồ Quỳnh Hương quyết định giấu lại cái micro nhưng vẫn không giấu được. Rất đáng tiếc cho giọng ca Hồ Quỳnh Hương. Hô anh Quốc Trung, ok anh nhá. Anh cứ sắp bàn đi, lịch của em tối khoảng 8-9 giờ. Hôm nay em đang có 6 ca nhậu với cả nhậu cả ăn chơi bết tại nhà khoảng 7 đến 8 ca, chưa biết là sắp giờ nó cứ khoảng 8 9 giờ nhà anh Quốc Trung nhỉ. Em vừa vào đến Cần Thơ vào lúc buổi sáng đây. Gần 10 giờ kém mới xuống máy bay. Hôm nay bị delay một tí. Không được rồi. Giọng ca Bảo Thi đã hát sai rồi. Như vậy là để lại một câu hát khó cho Hồ Quỳnh Hương.
Quá hay, bão lai anh em ơi. Một câu hát khó mà Hồ Quỳnh Hương đã lấy nhạc rất tốt. Quá tuyệt vời. Ủa, trận đấu giữa hai ca sĩ hàng đầu Việt Nam nói quá căng thẳng và áp lực. Thi đấu từng con, từng câu hát một, giành giật nhau từng câu hát một. Đôi khi các chị giấu cả mic của nhau đi. Vời. Như vậy là ca sĩ Hồ Quỳnh Hương đã hoàn thành bức thư tình thứ hai, có nghĩa là được hai bài hát rồi. Như vậy là album 7 bài hát thì hiện nay ca sĩ Bảo Thy hát được 3 bài, còn Hồ Quỳnh Hương hát được 2 bài. Rất là tuyệt vời. Nào cả nhà cho một tràng bão lai nào. À mà bão tim đi. Còn hai chị nữ anh em bà là chúng ta là anh em nào là phái mạnh thì cho một tràng bão tim cổ vũ cho hai ca sĩ. Bão tim nào, tim đỏ loe lên xem nào. Ít tim thế nhỉ. Không được rồi. Ngay từ câu hát đầu tiên Hồ Quỳnh Hương đã hát sai nhạc. Thích thịt vịt nhưng nếu mà có mà ăn thì đã lại sướng quá. Nào anh em cùng bão lai like nào. Bão lai like mạnh thế sao nào. Chia sẻ video về tường để cổ vũ cho hai ca sĩ đâu. Đây là giải vô địch quốc gia Việt Nam nhá. Không hề đùa đâu. Hay quá nhở. Câu hát rất được vang lên rất là tuyệt vời. Nhưng có vẻ như câu hát thứ hai khó rồi. Câu hát thứ hai này rất khó. Tôi nghĩ đến khoảng tầm 90% là Bảo Thy lại quyết định đi giấu cái mic đi đây. Chắc chắn là lại định giấu cái mic đi không cho Hồ Quỳnh Hương hát nữa. À, lần này thì giấu không thành công rồi. Thế là vẫn để. Đúng rồi, các ca sĩ đang thi đấu đến Ồ, như vậy là hình như con hai mất đường rồi. Câu hát thứ hai bị vấp rồi, đúng chỗ đĩa bị vấp rồi. Chào bạn Quốc Khánh nhá. Tôi lại bay vào sáng nay. Có thể thấy rằng là trong khuôn khổ giải vô địch quốc gia, các trận đấu cực kỳ tâm lý, các cầu thủ đều áp lực lặng lề.
Quá tuyệt vời. Vừa rồi thì Hồ Quỳnh Hương đã kết thúc bài hát thứ ba một cách quá là tuyệt vời. Tôi không thể tin được. Sau khi cướp lại mic từ tay Bảo Thy, Hồ Quỳnh Hương đã hát một bài hát rất là không thể chê vào đâu được. À, cả nhà trong một tràng bão tim nào. Bão tim chưa? Như vậy bây giờ tỷ số đang là 3 đều, mỗi ca sĩ hát được 3 bài thôi. Châu Tì Ví à, hát rùa thoải mái. Chào Vũ Tâm, chào tất cả anh em nhá. Hay quá nhở. Vừa rồi thì ca sĩ Bảo Thy đã hát sai luật. Như vậy là chị đã vào sai nhạc rồi. Chị nhờ buộc phải nhường lại mic cho Hồ Quỳnh Hương. Anh Tú đâu, luân phiên. Mỗi người sẽ được hát câu đầu tiên của bài hát mới một lần. Như vậy là hai giọng ca đang đánh đang thi đấu và đang hát rất cân bằng nhau, mỗi người hát được 3 bài. Và yêu cầu của giải đấu là phải hát 7 bài. Ai mà hát trước được 7 bài thì người ấy giành chiến thắng. Hiếu Hòa, giải đang thi đấu tại tỉnh Hậu Giang nhé. Thành phố Cần Thơ, tỉnh Hậu Giang. Hay quá nhở, vừa rồi thì Bảo Thy vừa hát vừa nhảy. Hoàng Lịch Trần ơi, đây là giải vô địch quốc gia. Ok, Hoàng Lịch hãy like page và chia sẻ video về tường để cho tất cả mọi người cùng xem cái giải vô địch quốc gia của Việt Nam nhé. Hay quá nhỉ, vừa rồi thì Bảo Thy đã hát được một câu hát rồi. Trần Xuân Hai, vị thanh ở đâu? Thành phố Cần Thơ thì chưa, ở miền Tây chả thuộc tỉnh Hậu Giang. Rất đáng tiếc cho Bảo Thy. Vâng, bây giờ mic lại được nhường lại cho Hồ Quỳnh Hương. Liệu là Hồ Quỳnh Hương có thể cất cao tiếng hát được không đây?
Hay quá nhở. Vừa rồi Hồ Quỳnh Hương đã hát được một câu hát rồi. Johnny Green đây chuẩn đây, đang thi đấu giải vô địch quốc gia, phải đùa đâu. Hồ Quỳnh Hương cứ bảo thi đấy. Hồ Quỳnh Hương mà có trắng còn bảo thi trên trang phục áo màu đen. Không thành công rồi. À vẫn thành công. Vừa rồi thì mặc dù là lúc lấy hơi thì hơi lỗi một tí, nhưng mà cuối cùng thì Hồ Quỳnh Hương vẫn hoàn thành được cái câu hát của mình một cách đầy may mắn. Thank you. Như vậy còn 3 câu hát nữa thôi thì ca sĩ Hồ Quỳnh Hương sẽ hoàn thiện được bài hát thứ tư của mình. Hay quá nhỉ, Đỗ Văn Nam. Cảm ơn bạn nhé. Giải vô địch quốc gia Việt Nam nữ thì được rất thấp, không được cao so với nam. Nữ được nhất được có 100 triệu thôi. Thì tập đoàn xổ số xi măng Cần Thơ thì tài trợ giải nhất được có 100 triệu. Rồi, còn 2 câu hát nữa thôi thì Hồ Quỳnh Hương sẽ hoàn thành cái bài hát của mình. Đề nghị anh em là bình luận lịch sự nhá, hàng mấy trăm con người đang xem một giải vô địch quốc gia Việt Nam mà anh em không bình luận những cái vấn đề tế nhị, không hay. Rồi còn một câu hát nữa thôi và tôi nghĩ câu hát này rất dễ rồi, chắc chắn là Hồ Quỳnh Hương sẽ hoàn thành được bài hát của mình. Và chị rất cẩn thận, chị lau lại mic rồi. Ok, như vậy là tỷ số của chúng ta là đang tạm thời là Hồ Quỳnh Hương hát được 4 bài, còn Bảo Thi mới hát được có 3 bài thôi. Như vậy là tạm thời nghỉ giải nào. Nghỉ giải nào 5 phút. Nghỉ giải nào 5 phút cho hai ca sĩ. Anh em thích xem hết trận này hay thích xem tôi quay chung kết snooker? Nghỉ giải nào 5 phút nhá. Cho hai ca sĩ đi lấy lại hơi. Hai ca sĩ hát từ nãy giờ mệt lắm rồi. Chào tất cả anh em. Trận chung kết snooker giữa anh Phạm Hoài Nguyên và một cơ thủ của Sài Gòn. Tôi cũng không biết là nên chào Ken Nguyễn. Có khi xong Cần Thơ về Sài Gòn chơi tí nhở. Cứ bình thường thôi. Anh em thích xem hết trận này hay là xem chung kết snooker Việt Nam nào? Thịt vịt thì tôi thì chỉ già rồi, có tuổi rồi,
vợ hai con rồi thì tất nhiên nó phải già phải xấu. Phạm Tuấn Huy, ok. Thôi vào tôi quay chung kết snooker nhá.